mihi animas xin cho tôi các linh hồn mọi sự khác xin cứ lấy đi Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ, đến với chuyên mục Điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Salesian Bosco với các tin chính sau. Một số thông tin về giáo hội, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh cha Francisco trong khủng hoảng cần kiên vững trong đức tin. Các thông tin về tu hội Salesian Bosco trên thế giới và tỉnh dòng Việt Nam suy niệm lời Chúa Chúa Nhật 19 thường niên 5 A, nhìn thấy Chúa trong cuộc sống. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Một số thông tin về giáo hội. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco trong khủng hoảng cần kiên vững trong đức tin. Sau thời gian hè ngưng các buổi tiếp kiến chung trong tháng 7, lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha trở lại với các buổi tiếp kiến chung hàng tuần mỗi thứ tư. Trong buổi tiếp kiến lần này, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cần kiên định hướng mắt về Chúa Giêsu, ôm ấp niềm hy vọng vào nước trời mà chính Đức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta. Ngài nói, như các môn đệ của Thầy Giêsu là thầy thuốc linh hồn và thể xác, chúng ta được mời gọi tiếp tục hành động chữa lành và cứu độ của Ngài theo nghĩa thể lý, cộng đoàn và tinh thần. Ngài nhắc lại những nguyên tắc giáo hội đã đưa ra có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn và để chuẩn bị cho tương lai nguyên tắc về nhân phẩm con người nguyên tắc về công ích nguyên tắc về lựa chọn ưu tiên người nghèo nguyên tắc về phân phối tài sản phổ quát nguyên tắc liên đới hỗ tương nguyên tắc về chăm sóc ngôi nhà chung những nguyên tắc này giúp các nhà lãnh đạo những người chịu trách nhiệm về xã hội làm thăng tiến như trong tình trạng dịch bệnh hiện nay và chữa lành cả cấp độ cá nhân và cộng đồng các nguyên tắc này diễn tả bằng nhiều cách khác nhau đức tin đức kỵ và đức mến Đức thanh tra Francisco trong tinh thần liên đới với dân tộc Liban, hôm thứ ba ngày 4 tháng 8 vừa qua tại Beirut, thủ đô của Liban, đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng làm thiệt mạng hơn 100 người và hàng ngàn người bị thương. Vụ nổ cũng phá hủy nhiều tòa nhà, nhà thờ và tu viện trong khu vực gần đó. Chính quyền địa phương thông báo rằng nguyên nhân vụ nổ là do một khối lượng nhiều tấn amoni nitrat, một loại chất rắn dạng tinh thể thường được dùng làm phân bón, thuốc diệt cỏ, thuốc nổ, được chứa trong kho tại khu cảng tại thủ đô Beirut của Liban. Sau vụ nổ, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi 250.000 euro để hỗ trợ cho giáo hội tại Liban trong thời điểm khó khăn và đau khổ này. Hội Thánh thông qua Caritas Liban và quốc tế đang giúp đỡ để cung ứng sự hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cho đất nước Liban, để với nỗ lực của các cấp xã hội, chính trị và tôn giáo của mình, họ có thể vượt qua thời khắc đau buồn và bi thương này và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, họ có thể vượt qua những khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư nhân kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Đức Thánh cha Francisco đã gửi thư đến thống đốc tỉnh Hiroshima của Nhật Bản để bày tỏ sự gần gũi của ngài và kêu gọi giải trừ vũ khí đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Lá thư được Đức Thánh cha gửi đi từ Vatican ngày 15 tháng 7, ngài nhắc lại chuyến tông du của ngài đến Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Ngài có cơ hội đến hai thành phố Hiroshima và Nagasaki và phát biểu về những suy tư về sự tàn phá sự sống con người và tài sản trong những ngày khủng khiếp cách đây 3 phần tư thế kỷ. Đức Thánh Cha lập lại lời Ngài đã nói năm ngoái tại Hiroshima, sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích chiến tranh là phi đạo đức, cũng như việc sở hữu vũ khí hạt nhân là phi đạo đức. Ngài ước mong rằng những tiếng nói ngôn sứ của những người sống sót của Hiroshima và Nagasaki tiếp tục là một lời cảnh báo cho chúng ta và các thế hệ tương lai. Làm phép khuôn viên và khởi công xây dựng trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội Vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2020, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã long trọng cử hành nghi thức làm phép khuôn viên và khởi công xây dựng trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội trong khuôn viên của Tòa Tổng giám mục 40 Phố Nhà Trung Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhấn mạnh đến vai trò và chức năng của trung tâm mục vụ mà Tổng giáo phận đang chuẩn bị thực hiện, đức tổng giám mục du xe khẳng định chúng ta khởi công ngày hôm nay với tâm tình cầu nguyện, với lòng cậy trông và tín thác nơi chúa quan phòng. Ngôi nhà vừa đáp ứng sự vững chắc vừa hướng về tương lai của tổng giáo phận, do vậy ngôi nhà vừa là nhà vật chất vừa là nhà thiêng liêng. Chúng ta xin chúa chúc lành cho công trình xây dựng vật chất, đồng thời quan tâm lo lắng đến công trình xây dựng đời sống thiêng liêng là đời sống giáo hội địa phương liên đới với mọi thành phần dân chúa, tỉnh bác ái, yêu thương nội bộ và thao thức truyền giáo, loan truyền tin mừng cho con người hôm nay. Công trình trung tâm mục vụ được gợi hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh cha Francisco và bầu khí thanh bình của các tu viện với thiết kế không gian xanh ở sân như một điểm nhấn tạo sự gần gũi, thân thiện với môi trường. Công trình được xây dựng với quy mô 10 tầng, bao gồm 2 tầng hầm và 8 tầng nổi với tổng diện tích 19.000 mét vuông Toàn bộ công trình được dự kiến xây dựng trong vòng 2 năm. Các thông tin về tu hội Salesian trong Moscow Chủ đề Hoa Thiên năm 2021, niềm hy vọng thôi thúc chúng ta, này đây ta đổi mới mọi sự. Sau những cuộc trao đổi với nhiều giám tỉnh, lắng nghe những nhu cầu của họ, tham khảo ý kiến của các thành viên ban tổng cố vấn, cũng như của các bề trên trong đại gia đình Sa Lê Diên và các anh em Sa Lê Diên làm việc tại nhà Trung ương. Cha bề trên cả Anken Fernandez Antime đã đưa ra chủ đề của Hoa Thiên năm 2021 phản ánh những sự đáp trả của người viên trong hoàn cảnh của cơn đại dịch. Niềm hy vọng thôi thúc chúng ta, này đây ta đổi mới mọi sự. Cha bề trên cả viết, sứ sí điệp của chúng ta nhấn mạnh và tái khẳng định điều này, dẫu phải đối mặt với một thực tại đầy khó khăn và đau đớn với nhiều hậu quả nghiêm trọng đi nữa, chúng ta vẫn luôn diễn tả niềm hy vọng không lây chuyển bởi vì trong thánh thần thiên chúa tiếp tục đổi mới mọi sự tra bề trên cả nhắc lại rằng chính đông bosco cũng đã trải nghiệm rất nhiều tình trạng khó khăn bao gồm cả cơn dịch tả nhưng ngài lại chẳng bao giờ mất niềm hy vọng trái lại ngài luôn hoạt động và thôi thúc người khác nỗ lực hơn làm việc cực lực hơn nữa ngài lưu ý chúng ta khi thực hiện những điều này hãy luôn để đức maria mẹ thiên chúa và là ngôi sao hy vọng đồng hành với bản thân mình Toàn bộ bản văn của việc trình bày hoa thiên bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha đã có tại website của tu hội sdb.org. Trong những ngày tới sẽ tiếp tục có những bản văn bằng các thứ tiếng khác. Huấn tử tháng 8 năm 2020 của cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước về trên miền Đông Á châu Đại Dương. Trong huấn tử tháng 8 của mình, cha xe Nguyễn Thịnh Phước kêu gọi mọi người kinh tơ hữu cùng chung tay giúp đỡ những người bị tác động bởi cơn đại dịch COVID-19. Tiếp đến... Ngài nhấn mạnh đến chủ đề thứ ba của Tổng tu nghị 28, sự cộng tác với người đời trong sứ mạng phục vụ người trẻ của tu hội Salesian Don Bosco. Ngài tin chắc rằng, khi người Salesian học hỏi và áp dụng những kết quả của Tổng tu nghị 28, toàn tu hội sẽ tiến xa hơn nữa trong sứ mệnh cho người trẻ. Ngài hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc, để Ngài có cơ hội đi thăm tất cả các tỉnh dòng, Á tỉnh cũng như phụ tỉnh của vùng Đông Á Châu Đại Dương, để có thể hiểu hơn tình hình cụ thể của mỗi nơi, giúp ngài chu toàn tốt hơn nhiệm vụ là cầu nối giữa vùng và trung ương. Lễ tiếp nhận các tập sinh tại tập viện Lawaan, Cebu, tỉnh Dòng Nam, Philippines. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, tập viện Thánh Tâm tại Nam Philippines đã tiếp nhận 6 tân tập sinh, một em thuộc tỉnh Dòng Nam Philippines, hai em từ tỉnh Dòng Bắc Philippines và ba em từ Myanmar. Cha giám tỉnh tỉnh Dòng Nam Philippines, Godofredo Antieja đã chủ sự nghi lễ tiếp nhận. Cha tập sư Philip Lazatin tiếp nhận chức vụ tập sư nhiệm kỳ thứ hai. Lễ tiếp nhận các tân tập sinh có thể diễn ra trong thời gian này như là một hồng ân thiên chúa ưu ái dành cho tu hội. Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp tại Philippines và chính phủ Philippines đã ban hành những giới hạn về di chuyển cũng như tập trung. Các em từ Bắc Philippines mặc dù có những khó khăn nhưng cũng đã có thể bay qua tập viện tại miền Nam để bắt đầu năm tập của mình. Điều này càng cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa luôn làm việc cách dịu kỳ và tái khẳng định cho chúng ta rằng ngay cả trong những giờ phút khó khăn, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hiệp hội cựu học viên Don Bosco tại Đông Timor thành lập phân hội mới tại Aleu. Đông Timor, ngày 5 tháng 8 năm 2020, Hiệp hội cựu học viên Don Bosco tại Đông Timor vừa mới thành lập thêm một phân hội mới tại Aleu. Cho đến nay, hiệp hội có 9 phân hội tại các vùng khác nhau trên toàn lãnh thổ tại Đông Timor, các tu sĩ riêng Dobosco và các nữ tu con đức mẹ phù hộ đảm nhận khá nhiều trường học. Giáo hội tại đây cũng rất kỳ vọng nơi các tu sĩ Salesian, đặc biệt trong việc phục vụ cho sứ mệnh giáo dục để thăng tiến người trẻ. Buổi lễ ra mắt phân hội mới được cử hành khá trọng thể với sự hiện diện của các vị lãnh đạo trong hiệp hội. Phân hội cựu học viên Dobosco tại Aleu có 150 thành viên. Trong buổi lễ, họ long trọng đọc lời tuyên hứa để chính thức gia nhập hiệp hội, đồng thời các anh em này cũng sẽ là những cộng sự viên của các tu sĩ Salesian trong việc phục vụ cho sứ mệnh tại Đông Timor. Cha Michael Adunka Sem STP vừa mới trở về nhà cha. Thái Lan ngày 3 tháng 8 năm 2020, cha Michael Adunka vừa mới giả từ chúng ta sau một cơn suy tim để đi vào vườn hoa thánh thiện Salesian sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian trong 65 năm với 42 năm sống ơn gọi thánh hiến Salesian Don Bosco. Ngài là bạn cùng lớp với cha Falak Clement, cựu bề trên miền Đông Á, châu Đại Dương. Ngài là một người có năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ. Chính cha Michael đã chuyển dịch bộ sách Cẩm nang một vụ giới trẻ và nhiều tài liệu quan trọng khác sang tiếng Thái Lan. Xin quý vị hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cha Michael được an nghỉ muôn đời. Lễ truyền chức linh mục cho bốn thầy phó tế tỉnh dòng Salesian de Bosco Việt Nam Thánh lễ và nghi thức truyền chức linh mục được Đức Tổng giám mục Tổng giáo vận Sài Gòn xe Nguyễn Năng, chủ sự lúc 8 giờ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020 tại nhà thờ Dobosco Xuân Hiệp Thủ Đức. Các tiến chức là bốn thầy phó tế: Giuseppe Đinh Thành Đạt, Giuseppe Phạm Thái Sơn, Ferro Dương Hải Văn và Francisco ACC Ca Vương. Vì những hạn chế được nhà nước cũng như giáo phận ban hành chỉ hai ngày trước đó nên chỉ một số lượng giới hạn các tu sĩ Salesian Dobosco và thân nhân gia đình các tiến chức tham dự thánh lễ phong chức Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục được dự kiến cử hành những ngày sau đó cũng phải hủy bỏ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các tân linh mục trong sứ vụ mới mà Chúa trao phó để các cha trở nên những mục tử nhân lành cho đoàn chiên và đô Moscow cho người trẻ trong sứ vụ của mình. Linh mục Gioan Bautista Trần Văn Hào, dòng Salesian Don Bosco đã có bài suy niệm lời Chúa, Chúa nhật 19 thường niên năm A, đăng trên trang Don info với tựa đề Nhìn thấy Chúa trong cuộc sống. Cuộc lữ hành trần gian của chúng ta hôm nay là một chặng đường dài, trong đó con người luôn phải khát khao đi tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì Ngài là cùng đích, là đối tượng duy nhất mà chúng ta phải luôn hướng về. Nhưng chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa ở đâu, gặp dưới dạng thức nào và làm sao chúng ta có thể nhận ra Ngài trong các biến cố cuộc sống hàng ngày. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Mít Theo thuật lại giai thoại Chúa Giêsu đi trên biển để đến với các môn đệ. Nhưng các ông tưởng là thấy ma, sự sợ hãi đã khiến các ông không nhận ra Chúa. Trong cuộc sống hiện nay cũng vậy, chúng ta không thể nào nhận ra sự hiện diện của Chúa cho dù Ngài đang đứng bên cạnh chúng ta đặc biệt mỗi khi chúng ta chìm ngập trong sợ hãi và bị những bóng ma cản che con mắt đức tin. Đó là bóng ma của tiền bạc, của lạc thú, của một nếp sống hưởng thụ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình một cách ích kỷ. Phêrô đã dần dần nhận ra Chúa và muốn đến với Ngài, nhưng khi nỗi sợ hãi dâng cao, ông lại từ từ lún chìm giữa lòng biển khơi ngập sóng. Những bóng ma trong đêm tối dễ làm cho con người chúng ta khiếp sợ, sự khiếp hãi làm sói mòn đức tin và nó đốt cháy lòng tín thác của chúng ta đặt để nơi Chúa. Chúa nói với Phêrô: Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Nhưng cũng là lời trách cứ Chúa nói với chúng ta mỗi khi đức tin của chúng ta bị trao đảo. Để đức tin nơi chúng ta được nuôi dưỡng và được kiện cường, điều kiện tiên quyết là phải có một tấm lòng biết mở rộng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đức Maria là thầy dạy đức tin và cũng là khuôn mẫu nội tâm để chúng ta học hỏi thái độ đức tin nơi Ngài. Thiên Chúa luôn hiện diện và đang đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Dấu chân của Ngài luôn in đậm nét trong mọi biến cố cuộc sống đời thường của mọi người, nhưng nhiều khi chúng ta chưa hoặc không nhận ra Ngài. Kinh nghiệm mà Thánh Phêrô cũng như các tông đồ đã trải nghiệm năm xưa trên biển hồ Galilee cũng thường được lặp lại trong cuộc sống hiện sinh của chúng ta ngày hôm nay. Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta hãy thưa lên với Chúa, thưa thầy, xin hãy cứu con, xin hãy gia tăng lòng tin yếu kém nơi chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam, donboscoviet.info hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á Châu Đại Dương, bosco.link. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Salesian tuần sau.